Hello, gao Hàn Quốc nha các bạn. Gao Kentaurus, Kentaur đúng không? Sư tử lớn, cái mốc sư tử lớn, gao chim ưng, rồi hươu với nai nha. 4-in-1, bốc rất là to các bạn. Bạn nhìn ha, 1 gang, 2 gang, nó to lắm. Của Bandai nha, chính hãng Bandai. Hôm nay là có về một bộ giao cho khách hàng nên review cho các bạn xem nè. Tên 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 đẹp không? Đó, con mình hôm nay mình làm clip thực tế review sơ thôi nha các bạn. Con hươu cao cổ. À sorry các bạn, cùng con nai, nó có cái hội chứng là không phân biệt được hươu với nai các bạn. Đó, cái màu sơn thì cũng ok đó. Lên cam thì cái màu nó bị khác nha các bạn. Ở ngoài thì nó sẽ xanh lá cây nha. Nó khác cái bản Nhật là nó không bấm được. Ở đây nó không có bấm được nha. Rồi, một điểm thứ nhất là khác như vậy. Rồi tiếp theo là con hươu cao cổ. Cái màu sắc thì cũng rất là ok, cũng gần giống như Nhật, không có xấu hơn Nhật nhiều nha. Cái bộ này là không có xấu hơn Nhật nhiều. Cái cổ vẫn bắn được nha các bạn. Đó, chỗ này nó vẫn là kim loại. Nó chỉ có khớp của nó là không có bẻ được tạch 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 thôi các bạn. Nè. Đó. Không bẻ được tạch tạch nhưng mà khớp nó vẫn cứng nha. Nó tức là nó không có thiết kế cơ chế bánh răng. Nó để tiết kiệm chi phí để cho nó rẻ các bạn. Đó, con chim lửa nha, chim lửa rất là bự. Sorry các bạn nha, mình có một tay thôi, mình quay phim có một tay thôi nên có khi nó giật giật, các bạn thông cảm nha. Đây, cái cánh nó rất là đẹp ha, làm không khác gì Nhật lắm. Cái lông thì nó trắng hơn Nhật chút xíu nha và có vẻ nó bền hơn. Rồi một cái điểm khác nữa là con mắt của gao chim ưng Hàn Quốc á, nó không có chớp 3D được nha các bạn. Đó, không chớp 3D được nè. Rồi rồi một điểm nữa là tức là nói chung là không có bánh răng rồi nha các bạn. Đó. Nè rất là đẹp ha. Đó, không có khác gì Nhật lắm. Chỉ cái màu sơn nó hơi thua Nhật thôi nha, nhưng mà cũng rất là đẹp nha các bạn, chứ không phải là thua Nhật là nó xấu đâu nha, rất là đẹp luôn. Tại Nhật thì mình nó làm nó sơn đẹp hơn, rồi với lại là nó mắc hơn đó bạn. Giao hàng thì rẻ hơn. Nhưng mà đây là điểm khen này nha, điểm khen. Đây, cái sừng con hươu với mũ con nai là không bị chảy nha các bạn. Của Nhật là chảy te tua, các bạn nhìn ha, không bị chảy còn rất là đẹp, siêu đẹp luôn. Nè, không bị chảy nha, cái này là điểm cộng nha, điểm cộng cho bán hàng, khen, rất là khen. Đó, cái này là khen nha. Rồi, sư tử lớn nha các bạn. Sư tử lớn thì bẻ không có kêu tạch tạch nhưng mà khớp vẫn cứng, tại cơ chế mình có nói rồi đó. Thì bản hàng nó không làm bánh răng nha các bạn, nó không làm bánh răng. Nó sư tử thì cái màu cũng rất là giống thôi. Chỗ này nó không mài chôm nha. Bản Nhật thì mài chôm thì nó rất là dễ chóc, còn cái này không mài chôm thì nó cũng 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 được cái này mà mất cái kia. Nó mắt nó vẫn sơn lấp lánh, con sư tử lớn vẫn ok đó. Nè nắp sư tử lớn. Nó không có đạn bắn nha bạn, không có đạn bắn giống bản Nhật. Rồi, các bạn thấy mẫu sản phẩm này như thế nào, bản hàng? Nó giá rất là rẻ, cái mẫu sản phẩm này chưa chưa đầy 5 triệu bạn. Nó gần 5 triệu thôi. Đó, các bạn thấy thế nào? Nếu bạn bản Nhật á, bạn mua combo cái bộ này mà có hộp luôn á thì không dưới 10 triệu nếu mà tình trạng mới như thế này nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn có những cái gì mới mới mình sẽ show cho các bạn tiếp nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye.